Xin chào mừng tất cả các bác, chào mừng tất cả anh chị em đến với kênh youtube của Tổng Kho Văn Quân của em ngày hôm nay nhé Và xin kính chúc tất cả các bác mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Rất là nhiều sản phẩm hôm nay em giới thiệu đến tất cả các bác thì bác nào mà cần gì thì cứ alo cho em Và cần gì thì cứ alo, nhắn tin zalo qua số điện thoại là 0913 812 236 Rất là nhiều sản phẩm và rất là nhiều phụ kiện xe đạp cùng rất là nhiều sản phẩm khác để gửi tới tất cả các bác. bác nào cần gì thì cứ alo cho em nhé. và lốp có này, và lốp có rất là nhiều sản phẩm nhá. bếp ga có các bác nhá. đây em có cả bếp ga này, Đấy, bếp ga ph phục vụ cho các bác với uh, uh, mục đích là đun nấu có cả đổi nguồn đấy ạ và cục đổi nguồn à, à, xuất là xuất nhật mỹ đây đấy đục cục, đổi nguồn của nó là từ dòng điện 220 xuống dòng điện 110 nhá bếp ga thì cái, các bác sử dụng luôn là về sử dụng luôn đun nấu luôn các bác nhá đấy rất là nhiều sản phẩm đây các bác này phụ kiện xe đạp này hôm nay em sẽ À, chuyên về phụ kiện xe đạp Để các bác có thể là xem và tham khảo những cái sản phẩm uh, Phụ kiện xe đạp rất là chất lượng Và rất là cần thiết cho một chiếc uh, xe đạp uh, tập thể dục thể thao nhé các bác Các bác cứ ưu tiên uh, sức khỏe của các bác là trên hết Đạp xe nó rất là thích vâng. Đạp xe đạp nó rất là thích nha các bác Các bác đạp đi chơi, đạp đi làm đều thích hết Đấy, thì bây giờ em sẽ đi vào trực tiếp vào sản phẩm Để các bác có thể là là nắm được nhé Trước tiên thì nếu mà ví dụ các bác xe cộ mà các bác có có ngồi mà nó bị đau mông. Đau mông thì các bác có thể là tham khảo cho em những cái chiếc đệm yên Gen T này. Đấy. Những chiếc đệm đệm yên Gen T này nó rất là chất lượng nha các bác nhá. Đấy, rất là êm. Và cấu tạo của nó là cao su non cho nên nó rất là êm nha các bác nhá. Đấy rất là êm. Các bác có thể là cho cái này đệm yên này vào cái phần 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 yên này. Các bác cho vào cái yên này. Đây. Các bọc, các bọc bọc vào. Nó phù hợp với các cái loại yên thể thao như các bác nhá. Đây. Vừa vặn hết và kích cỡ là nhà thiết kế là thiết kế vừa vặn hết rồi. Đấy, đây có phần này là kéo ra cái vào đây Dây nhá Các anh nhá Kéo ra cái vào mở to dây ra à. Rất là vừa vặn và rất là đẹp luôn Mà rất là êm Các bác ngồi chủ yếu là các ngộ bác ngồi vào cái phần phần này nhá các anh nhá Các bác ngồi vào cái phần này Đấy. Cái phần từ đây đến đây Đấy. Rất là êm một chiếc đệm đệm yên gian tê xịn này thì có giá của nó sẽ là 75k các anh nhá bảy mươi k có các cái màu như thế này màu này là màu đỏ này màu này là màu uh, trắng ghi này và màu này là màu xanh các anh nhé Đấy, rất là chất lượng bác nào mà không cần đệm yên gian thì các có, có bác có thể là tham khảo cho em cái chiếc yên này yên này cực kỳ là ngon yên cực kỳ là ngon và rất là bền rất là êm nhé các anh nhé bền đẹp và êm êm luôn cực kỳ là êm có ba lớp da ngoài đây và bên trong nó là đệm cao su non cao su non nó xung quanh ở cái phòng này luôn các bác biết là cái, cái, cái đệm cao su non nó giống như cái, cao, cái gối cao su non đấy các bác rất là êm và rất là ngon nhá rất là ngồi rất là êm đấy có cả phần rãnh giữa đây các bác nhá đấy, có rãnh giữa đây các bác ngồi thì các bác đa số là ngồi từ phần này đạp đạp xe nha, quy tắc đạp xe là các bác ngồi từ cái phần này đấy các bác cho yên nó 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 cúi xuống các bác ngồi luôn về đằng sau này đấy nó đạp xe rất là êm luôn đấy quy tắc là ngồi tới đây các bác nhé ngồi cái phần này to này là êm rất êm và nó cái phần cao su non nó vòng xung quanh hết ở đây và cái này nó có cải đèn và cải đèn đây nhá rất chất, chất lượng luôn yên rất chất lượng luôn và yên này đính bằng toàn bộ bằng ốc luôn đấy toàn toàn bộ bằng ốc đính luôn đây không có một cái ghim nào đâu vâng yên đính ghim thì nó sẽ là không phải là chuẩn của yên xịn nhá yên xịn của nó nó phải như thế này đấy. yên xịn của nó phải như thế này rất đẹp luôn có cả màu chữ này chữ này có một chữ đỏ hoặc là có cả yên chữ xanh như thế này còn nó y hệt như này luôn khác mỗi cái chữ đỏ và chữ xanh thôi Đấy. Yên này có giá của nó là 320k vâng. Yên này là xả kho thanh lý tại xưởng của bên bên Nhật cho nên là mới có giá rất là hợp lý luôn Đấy, Yên này bán ở nếu mà chuẩn của nó sẽ là tầm 600k 600-700k cái Yên này Đấy. Thì Yên thanh lý cho nên là nó chỉ có giá là 320k các bác nhé Nó giống như quần áo thanh lý các bác. Những cái đồ nào nó thanh lý xả kho ví dụ quần áo các cái xưởng À, người ta xả kho thanh lý để người ta làm uh, mẫu mới mốt mới ấy, thì người ta sẽ thanh lý với giá rất là hợp lý nên cho nên là các bác mua được cái giá xả gốc của họ nhé. đây quần áo của bên em cả kể cả quần áo thanh lý rất là nhiều luôn tiếp đến uh, sản phẩm tiếp theo đây em sẽ gửi tới tất cả các bác với sản phẩm là đèn các cái loại đèn có 3 loại đèn này để các bác có thể lựa chọn nhé. ba loại đèn này để các bác lựa chọn này đèn uh, còi đây là đèn có còi đèn còi này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là 200 trăm k rất là sáng đèn uh, 550 lumen này rất sáng và rất là bền Đấy. thì uh, em sẽ thử trực tiếp cho các bác xem nhé trời tối em sẽ thử trực tiếp và bây giờ em sẽ thử 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 trực tiếp cho các bác luôn đây là đèn Đức Vâng đèn đức nhé các bạn nhé đèn đức này thì cực kỳ là sáng Đấy, rất là sáng và có 8 mắt 8 mắt led cho nên rất là sáng nhé các bạn nhé đèn này là 1550 1500 lumen và 10.000 ma pin của nó 10.000 ma các bạn nhé Đấy, sạc luôn cho điện thoại và sạc luôn cho các cái thể loại các cái loại đèn 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 khác các nhá sạc điện thoại và đèn sạc các đèn khác cho các nhá Đấy, khi các bác đang hết à, đi à, những cái đèn trước đèn đèn hậu đèn 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 phản quang này các bác à, hết thì các bác sẽ sạc trực tiếp vào các bác lấy cái cái, cái phần à, đèn à, đèn đức này với dung lượng là 10.000 10 ma này đấy các bác sạc luôn kể cả điện thoại kể cả những cái đèn này hoặc kể cả những cái đèn này đấy các bác có thể sạc luôn trực tiếp vào thì bây giờ em sẽ vào test thử cho các bác nhé đấy vâng em sẽ chịu thử luôn cho các bác xem có ba loại đèn nhá đây trước tiên là cái đèn à đèn đây các bác xem cái đèn đây đèn này là đèn có còi đèn hg đèn hg các bác nhá thì các bác xem cái độ sáng của nó sẽ như thế này đây ạ vâng thử trực tiếp cho các bác xem luôn nhỉ đấy cũng rất là sáng các bác nhá và nhiều chế độ các bác nhá đấy cũng rất là khá là sáng luôn đấy cái đèn này đặc biệt là cái lượng pin của nó ít hơn cái lượng pin của nó ít hơn các bác nhá đấy lượng pin của nó ít hơn và cái độ sáng của nó nó chỉ gọi là sáng ở độ ngặn độ gần uh, độ độ gần hơn khoảng cách nó gần hơn đấy còn xa thì Đấy, độ đèn HG này thì nó sẽ khoảng tầm uh, từ uh, độ sáng nó khoảng tầm 10 uh, 10 đến 15 m các bác nhá. Đấy. 10 đến 15 m. là đèn này là đèn uh, với giá là 200k. Còn đèn 350k, đây đèn 350k đây các bác nhá. Đấy. Gasion đây các bác nhá. Đấy. Em sẽ thử luôn đèn 350k để các bác xem luôn này nó nhiều đèn này thì có nhiều chế độ vâng đèn này có rất nhiều chế độ đấy nó có rất là nhiều chế độ sáng vừa phải chế độ tiết kiệm pin đấy càng sáng nhiều thì chế độ tiết kiệm pin của nó càng ít nha các bác nhá đấy nó sáng vừa vừa như thế này thì nó sẽ tiết kiệm được pin và khi sáng như thế này thì pin nó sẽ rất là nhiều nhưng đặc điểm của cái đèn này nó rất là sáng vâng và sáng rất là bền luôn đèn này cái đèn này đấy đèn này nó có cái đặc điểm rất là bền siêu siêu bền luôn đấy. siêu siêu bền luôn đèn 350 là rất là bền và pin rất là lâu nó là thương hiệu của nó và đấy, rất sáng luôn nếu mà sáng thì cho chế độ sáng hết cỡ thì nó rất là sáng và đặc biệt là nó rất là rất là bền các bác nhé đèn này là 550 lumen và rất là bền đèn 350 và tiếp đến là đèn của Đức Độ sáng của nó cũng là rất là sáng luôn 1550 lumen đây Đấy sáng xa và Đèn này thì đặc biệt là rất là xa Đèn này thì sáng xa khoảng tầm từ 30 đến 50 mét Đấy Và rất là nhiều chế độ Đây đèn Đức và Pin của nó là pin 10.000 Pin của nó là pin 10.000 các bạn nhé Đấy Cực kỳ là sáng và sáng rất là xa luôn Đấy. Tại vì nó có 8 bóng led các bạn nhé có 8 bóng nét nó có 8 bóng nét thì nó rất là sáng và rất là xa pin rất được uh, rất là lâu có nhiều chế độ thì các bác có thể là tùy tùy, tùy chỉnh từng từng chế độ nhá Vâng đèn đức các anh nhá Đấy rất chất lượng luôn đèn Tiger Đức đấy sáng và vâng, sáng rất xa luôn từ 30 đến 50 mét cực kỳ là sáng và lượng pin của nó là 10.000 10.000 10.000 mà A các anh nhá đấy sáng rất là sáng và cái này thì cực kỳ là sáng rồi pin đức mà đèn đức mà các bác nhá đấy. các bác có thể cho chế độ tối hơn một chút này đấy tối hơn một chút đấy đấy các bác xem nhìn cái bóng chưa nhấp nháy này thì rất là sáng luôn này đấy rất rất là sáng nhá các bác nhá và tiếp tục là những cái đèn những cái đèn phản quang Đấy. Đấy, đèn phản quang sau hoặc là các bác có thể gắn vào những cái càng xe ghi đông xe đấy rất là đẹp luôn loại này rất là xịn luôn các anh nhá nó có thể xoay 360 độ được đấy ạ và vâng. xoay 360 độ được rất chất lượng và có rất là nhiều 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 chế độ chiếc đèn hậu sau này có giá của nó sẽ là 95k các anh nhá hết pin thì các bác lại sạc vào cho em đấy hết pin các các bác đã sạc vào cho em. bác các bác bác nào đi qua kênh thì nhớ ủng hộ kênh giúp em và thấy video hay hữu ích thì các bác có thể là giới thiệu cho bạn bè và có thể like cho em nhé. vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Đấy. các bác cần gì thì alo cho em ạ, và cần gì thì alo cho em. đấy đèn đèn rất là, là chất lượng luôn. Tiếp đến là một cái chiếc đèn hậu sau của Đức đấy ạ. Vâng. Hậu sau của Đức rất chất lượng luôn này các bạn này. Đấy. Chiếc đèn hậu sau của Đức này Có các cái thiết bị gắn vào trực tiếp vào vào xe đây ạ. Vâng. Đây đầy, đầy đủ hết nhá. Đèn nào có cả các cái vật vật gắn này nhá các bạn nhá. Đấy. Đầy đủ hết. Dây gắn, dây sạc đều có hết nhá. Đấy. đấy. chiếc này rất đẹp luôn nhá. Đấy, chiếc này rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Vâng, ừ, quá đẹp luôn các anh nhé. Đấy. Thì chiếc đèn đèn Đức này sẽ có giá của nó sẽ là 100k. Bên em xả kho với giá 100k, tròn 100k các bác nhé. Đấy. Xả kho với giá tròn 100k để gửi đến tất cả các bác luôn. Đèn hậu sau của Đức 100k. cực kỳ là chất lượng đồ của đức thì bao giờ nó rất là bền nha các anh nhé cực kỳ là bền vững bền nhất thế giới và công nghệ nó hiện đại nhất thế giới các anh nhé công nghệ của đức là hiện đại nhất thế giới rồi và cái nền học vấn tư tưởng của đức rất là tốt đấy nước nào cũng phải học hỏi hết các anh nhé tiếp đến sản phẩm tiếp đến là cái đèn đèn xin nhan này các bạn này Đấy các bác xem cái đèn xin nhan này các nhá. Đấy, xin nhan này, Đấy, đèn xin nhan hai bên này rất là cần thiết nha các nhá. Đi xe đạp các bác xe máy có đèn xin nhan thì xe đạp cũng có đèn xin nhan. Rất là rất là chất lượng và rất là tiện lợi các bác ạ. Và cực kỳ là tiện lợi. Các bác có thể lắp vào xe cọc yên xe nhé các anh nhé để các bác sử dụng đều có dây dây lắp hết đây các nhá, nhé có dây lắp hết đây thì các bác lắp vào các bác lắp vào đây đều có đầy đầy đủ dụng cụ của các bác lắp nhá đấy các bác lắp vào các bác sử dụng thôi đây và bảng điều khiển đây bảng điều khiển này các bác gắn nó trên lông xe cho em đấy nó bị hết pin rồi đấy các bác nhớ cho em là cái cục này nó hết pin thì các bác có thể thay luôn cho em cục pin nhá cục pin nhỏ nhỏ vào nhá ở quán đầy nhá các nhá đấy rất là nhiều ở quán nhá các nhá Đấy, rất là tiện lợi Đây là đèn xin nhan hai bên Rồi. Và có kèm kèm bảng điều khiển Cái bảng điều khiển này các bác lưu ý cho em nhé Loại điện này rất là bền luôn Đấy Cho nên là các bác có thể là Nó hết pin thì các bác sạc ở Cái này bác các bác thay đi cho em nhé Nó chạy vào Cái này này các bác này Cái bảng này nó là cái pin Và cái này là cái sạc Đấy Thì cái này nó là hết pin thì các bác thay cho luôn cho em nhé Đấy, thay luôn cho em còn cái này các, các bác có thể là sử dụng cái này là thay cái đèn phản quang được rất là tốt luôn và nó còn chế độ xin nhang hai bên này cực kỳ là xịn luôn các anh nhá đấy rất là chất lượng cao đấy không dây đây là cảm ứng là nghĩa là kết nối không dây và hai cái này giá của chiếc sinh uh, xin này sẽ là 160 k các anh nhá đấy, rất là chất lượng luôn rất là chất lượng và uh, xe đạp thì đa số là các bác sử dụng cái này rất là nhiều luôn này các bác ạ. đa số sử dụng cái này bởi vì khi chúng ta đang sang đường thì chúng ta sẽ sử dụng cái xin nha là sang đường không phải ngoái đi ngoái lại nữa rất ngon các bác cứ lắp một cái cái cột yên xe nhé rất là chất lượng luôn tiện lợi luôn các bác hết pin lại sạc vào Phần tiếp theo là đồng hồ tốc độ này các bác này. này, đồng hồ tốc độ này, đồng hồ tốc độ này, đồng hồ tốc độ có dây. Đấy, đồng hồ tốc độ có dây. Bên em nó cũng xả kho với giá của chiếc đồng hồ tốc độ có dây này, với giá đó chỉ có 200k thôi các bạn nhé. Đấy, đồng hồ tốc độ có dây này, cái này là nó hiển thị km với lại giờ rồi nó nhá là đồng hồ này gửi đến tất cả các bác với giá là 200k thôi xả cho các bác với giá, với giá là 200k đấy các bác nhé đấy. cái này rất dễ sử dụng các bác gắn vào xe là các bác sử dụng thôi gắn vào xe là sử dụng thôi các bác nhé đấy. tiếp đến uh, gửi đến tất cả các bác với các các cái loại uh, túi túi cần thiết nha các bác nhé đây em sẽ giới thiệu đến các bác các cái loại túi cần thiết Rất là cần thiết này các bạn này Đấy. Túi đây Túi rồi là trước khi Đây là kì, kìm, tháo xích này Đấy. Kìm đây là kìm tháo xích các bác nhé Đấy. Kìm tháo xích này có cả là những cái mắt xích nhiệt vào rồi Đấy. À, xích 8, xích 9, xích 10, xích 6, 7, 8 này 9 này, 10, 11 này, đấy. Thì xích thì bên em sẽ có xích Shimano nhá, Shimano của Nhật nhá. Đấy. 6 7 8 9 10 11 đều có xích Shimano của Nhật, chính hãng Nhật luôn tại xưởng của tại xưởng thanh lý của bên Nhật luôn các nhá. Đấy. Cho nên là các bác cứ yên tâm cứ sử dụng Shimano Nhật cho em nhá. Mới là ngon đẳng cấp nhất thế giới rồi. Shimano Nhật là đẳng cấp nhất thế giới. Được rồi, em cứ khẳng định một điều đấy nâu rất là sử dụng rất là nhiều tiếp đến thì em giới thiệu đến các bác một chiếc túi da này đấy còn một màu này thôi còn một màu nâu này thôi các bác nhá một màu nâu túi da này còn còn một mấy cái thôi vâng túi da này về được có 15 20 cái thì bây giờ hiện tại nó chỉ còn khoảng tầm 4 5 cái. Mỗi lần về nó gọi là tại xả kho thanh lý túi da thôi. Chứ không có phải là chia mở đây là túi mới nhưng mà nó xả kho tại kho thanh lý túi da cho nên là giá rất là hợp lý Túi da này thường thường ở ngoài sẽ bán với giá là 450k Và bên em sẽ giá thanh lý tại kho ấy các bác Giá thanh lý tại kho đây Có giá của nó sẽ là 280k đấy Cái này bác các bác nào đi xe đạp các bác biết rồi là nó rất là tiện lợi Các bác đeo vào hông các bác rất là tiện lợi đây Có nhiều ngon lắm Có 4, 5, ngàn, 4 đến 5 ngon luôn này này Đấy, các bác bỏ dụng cụ ở đây Chủ yếu cái đồ cá nhân của các bác ở đây là rất là tốt nhá 280k Túi đeo hông bằng da xịn đấy Và túi này sẽ bảo hành luôn cho các bác bằng da xịn 6 tháng luôn các bác Bảo hành da xịn 6 tháng 6 tháng đến 1 năm nhé các bác nhé khóa đồng xịn đây Túi này thì bán hàng cực kỳ chất lượng rồi Rẻ hơn cái túi vải nhá Tại vì giá thanh lý cho nên là rất là rẻ Rẻ hơn túi vải ấy. Đây Túi da đeo chéo đây Các bác mà đi cà phê, cà pháo ấy các bác nào đi đạp xe, đi cà phê, cà pháo thì các bác sử dụng cái túi da này, đeo chéo này. Túi da đeo chéo này có giá là 280 nhá. Đấy, các màu đấy. Đấy, các màu đấy. Bác nào mà cần màu gì, đây là màu bò đấy. Cần gì thì cứ chụp hình vào cho em. Chụp hình gửi Zalo vào cho em nhá. Zalo của em là 0913812236 đấy các bác ạ. Đây, túi các loại túi đeo khung đây. Túi đeo khung thì có các loại túi như thế này. Túi này là túi đeo khung điện thoại đây. Điện thoại đây. Đấy. và phần dưới này là phần bỏ đồ. Đấy. rất chất lượng luôn. Túi này bỏ được cũng khá khá đồ đấy các bác ạ. Túi này đeo khung trước. Đấy. túi này lại không có hai bên như này. Đấy. Túi này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là 140k nha các bác nhé Túi này là 140k. Này. túi tiếp theo là túi uh, có hai bên đây đây túi đức các bác nha đây, túi đức đây tiger đức nha các bác nha đây. túi tiger đức đây túi này là túi vân carbon xịn nhá cao cấp nhá túi này là túi vân carbon xịn cao cấp lắm về đường chỉ may với lại là về kết cấu sản phẩm nó khác hẳn luôn đây các xem luôn một tấm to như thế này cực kỳ là bền luôn đây. Một tấm to như này. Cực kỳ là bền. Vân Carbon. Túi Tiger Đức. Phần này là phần bỏ điện thoại. Rất là to này. Đấy. Túi này bỏ được rất nhiều đồ. Rất là nhiều đồ đây. Đấy. Vân Carbon túi xịn. Túi này gửi đến tất cả các bác với giá là 420k nhá. Đấy. 420k cho túi Vân Carbon xịn cao cấp của Đức nhá. Siêu siêu bền và dựng rất là nhiều đồ nhá. Đấy. Điện thoại này. Còn túi loại túi như, như túi 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 còn loại túi này à, cũng cũng à, hai bên như này là này, hai bên như này nữa là 150k nhá. Này. Có cả túi 150k cho các bác nhé Túi cọc yên đây ạ. Đây, túi cọc yên. Túi cọc yên đây. Túi cọc yên này là cọc yên rất là bền luôn, siêu siêu bền luôn. Túi cọc yên này gửi đến tất cả các bác với giá là 95k Túi cọc yên Túi cọc yên đấy Chỗ sau mông sau mông ngồi đấy các bác nhá Túi cọc yên đấy. đấy. Rất là nhiều sản phẩm túi các bác nhá Để gửi đến tất cả các bác để các bác sử dụng luôn cho nó, rất là thuận tiện luôn Pedan này các bác này Pedan này Đấy các bác nhìn thấy pedan bên em chưa Pedan cá này Cái đèn cá này các bác sử dụng rất là nhiều luôn. Và loại P đen cá này nó rất là cao cấp các bác nhá. Bác nào mà sử dụng đi giày đi giày đạp xe thì hay rất hay sử dụng đa số là sử dụng cái loại B đèn cá này nhiều này. Đấy. Đấy. Đạp xe rất là trớn luôn và rất là dễ sử dụng luôn. Đấy. Đây, có phần này là phần móc vào đây. Móc vào giày đây, đính lên giày mà mình đạp xe nó không bị trơn trượt các bác ạ vâng, nó không bị trơn trượt các bác nhá. đây, có ốc có lục lăng mở đây pedan nhôm này cnc đây là pedan cnc các bác nhá. đây pedan cnc này nó cao cấp hơn pedan nhôm nhá, các bác nhé đắt tiền hơn này và trục của nó này trục của nó là trục carbon này đấy trục carbon này đấy trục carbon, đấy, trục carbon các bác nhá, trục carbon trục carbon bạc đạn đây đấy. bạc đạn đây rất đẹp luôn cái xe này các bác bộ màu màu đây là màu bạc. Màu bạc các bác nhá. Bộ v màu bạc trục carbon, đấy, trục carbon nó đắt các bác. Vâng. 350k. Bộ bê đen cá này là 500 500k. Đấy. v 7 màu đây các bác nhá. V-ran 7 màu thì rất đẹp luôn. V-ran 7 màu thì hơi bị đẹp luôn. Đấy. Quá đẹp luôn. Nhiều bác uh, lắp vào các bác bảo đẹp quá. Vâng. Đẹp quá, cũng là 350k Bên đang đổi màu rất đẹp luôn Tiếp đến này. Gọng nước này các bác này Gọng nước bên em có 3 màu Đen, đỏ, trắng Với giá là 30k nhá Để. Gọng nước rất đẹp luôn nhá. Để. Con nào cần thì alo cho em Gọng nước, gọng đồ tiếp đến bình nước này các bác này. bình nước bình nước này có giá của nó sẽ là bình nước rất là ngon các bác uh, sử dụng những cái bình này rất chất lượng luôn đấy các bác bóp ra bóp vào thoải mái mở ra này đấy các bác mở ra các bác uống nước này đấy các bác thấy hay các bác uống rồi rất chất lượng luôn bình nước này là bình nước chất lượng nha các bác nhá hàng hàng rất xịn luôn đấy với giá của chiếc bình nước này sẽ xả kho còn 70k Đấy. Xả kho 70k nha các bạn nhé Đây là giá này Cái giá này là cái giá Điện thoại Giá điện thoại các bạn nhé Giá điện thoại rất chắc luôn này Các này Đấy. Giá điện thoại đấy Giá điện thoại này sẽ gửi đến tất cả các bác này Với giá là 150k cho chiếc giá điện thoại này nhé Giá điện thoại 150k Đấy. Em sẽ giới thiệu rất là nhanh gọn để các bác sử dụng nhé Bộ móc lốp này Móc lốp này Bộ móc lốp này có 3 cái màu đỏ 3 cái này là bộ móc lốp này có giá là 30k Bộ này là bộ dự phòng móc lốp. Dự phòng móc lốp này có cả đánh nhá, đánh này, móc lốp này, keo dán này. 15k các bác nhá. Đấy, bộ dự phòng 15k. Lục lăng mở ốc này. Lục lăng mở ốc này, đấy, rất là tiện lợi này. Bộ lục lăng này có đầy đủ các cái chức năng mở ốc rồi là à mở ốc của xe đạp hết các các bác nhá. Đấy, rồi là cái này là kể cả về tăng vành các thứ có hết nhá. Đấy, bộ lục lăng này có hết đầy đủ hết nhá các bác nhá. Tăng vành có hết. Bộ lục lăng này. Bộ lục lăng xịn này có giá của nó sẽ là xả kho luôn các bác nhá, xả kho bộ lục lăng này với giá là 75k. mươi 75k thôi các bác nhá. 75k. tiếp đến này các bác gửi đến các bác bộ vệ sinh này. bộ này là bộ uh, cọ rửa vệ sinh xích Đấy. cọ rửa vệ sinh xích lít có, có các cái bàn trải này và các cái phần uh, quay xích này quay xích này vệ sinh xích lít này Đấy. các bác mùa mưa mùa mùa nào các bác cũng bẩn xe bẩn các bác uh, sử dụng cái bộ này các bác cũng đánh rửa cho em nhé đều có hướng dẫn này hết này Đấy, hướng dẫn làm đây đây các bác phịt vào lấy cái dầu này đây là đây là dầu rửa các bác phịt vào Đấy. các bác phịt vào xích clip các bác lấy cái này các bác có cọ đi cho nó sạch sẽ nhá các bác nhá và cái này là quay xích cho nó các nó sạch sẽ nhá đây là dầu rửa 300 300 ml giá của nó là 100 k bình này là chuyên dụng cho xe đạp còn cái bình này là bình xịt han dỉ dỉ xét nhá Bình xịt dỉ xét này có giá là 85k này Đấy. Nếu mà xe có bác mà nó bị dỉ xét Thì các bác xịt thế này, này cho em Hàng cực kỳ là chất lượng luôn Đấy. Rất chất lượng luôn Bình xịt dỉ xét cao cấp Đấy. Bộ vệ sinh này rất là cần thiết này. Rồi các bác tra cho em cái dầu rồi nhé để cho xe xe uh, xích clip nó khô ấy các bác. Xích clip khô thì các bác tra cho em cái dầu này về. Đấy tra cái dầu dầu này vào, dầu bôi trơn. Dầu dưỡng xích. Đấy. Đấy các bác lắp các bác tra vào cho em, xích clip này. Đấy, xích clip, đấy, dầu bôi trơn Các bác cứ rửa vào cho em nhé cho nó dưỡng xích cho nó đạp cho nó trơn chu, cho nó nhẹ. Một lọ dầu này có giá là 60k thôi các bác. sáu 60k cho lọ dầu này nhé Rất là rẻ nhá, có cả khăn này. Đấy. Đây là dầu chuyên dụng cho xe đạp nha các nha. Cho nên là các bác sử dụng cho em nó tốt. Đấy. Dầu chuyên dụng cho xe đạp đấy, Xích clip đây. Dầu chuyên dụng các bác Rất là chất lượng các bác nhá. Đấy. Tiếp đến này. Đây. nhà bác nào mà chưa có cái bộ bộ tăng đơ cắt tóc này thì bác cứ alo cho em bộ tăng đơ cắt tóc nhé xả kho cho các bác đầy đủ một bộ tăng đơ cắt tóc như này đấy. bộ này là bộ chuyên dụng cho cho quán cắt tóc bộ chuyên dụng cho quán cắt tóc ạ đấy đầy đủ hết các cái bộ phận như này cắt tóc này ngoài mũi này xả kho cho các bác giá rất rẻ Nhưng các bác mua một bộ này ở ngoài Nó rơi vào khoảng tầm 800 đến 900 Để lên đến tiền triệu Lên đến tiền triệu nha các bác nhé Thì bên em sẽ xả kho cho các bác Với giá xả kho là 450k Để gửi tới tất cả các bác nhé Đây 450k Bộ này các bác có thể là mua cho gia đình Quá ngon luôn Mua cho gia, gia đình xài Đấy, Mua cho gia đình sử dụng quá ngon luôn nhé cực kỳ là chất lượng mà rất là rẻ nhá mà là siêu bền nữa các bác thấy cái bộ này hơi bị siêu bền luôn đấy bộ này chuyên dùng cho thợ cắt tóc luôn hết pin lại sạc vào các bác nhá đấy hết pin lại sạc vào đầy đủ các cái bộ phận luôn xả kho giá xả kho luôn các bác nhá đấy. rất chất lượng luôn đấy. tiếp đến đây em sẽ gửi đến tất cả các bác các có loại sản phẩm đây chân trống đây có này chân trống này chân trống chữ L đây chân trống chữ L đây 150 k này chân trống dùng cho các loại xe đạp đây phần tăng giảm dài rộng đây chân trống rất ngon nhá chân trống này có giá của nó là 130 k 130 k cho chiếc chân trống rất đẹp luôn phù hợp cho các loại xe luôn các bác nhé chân chống này là chân chống nhôm siêu xịn luôn Đấy. còn chân chống này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là 95 k chân chống này là 95 k cũng là nhôm ạ à. vâng nhôm xịn này Tiếp đến là các cái bộ chắn bùn này ạ. Chắn bùn phản quang này. Lá lúa này. Chắn bùn này gọi là chắn bùn lá lúa phản quang. Đây, Đây là trước này, sau. 35k. Chắn bùn rút này. Đấy. Chắn bùn rút này các bạn này. Rất đẹp luôn. Này. Chắn bùn rút này nó chỉ bằng bàn tay được các bạn nhé. Đấy. Hai cái trước sau. Hai cái trước sau nó chỉ bằng đúng bàn tay này. Đấy rất đẹp luôn rất gọn gàng luôn rất đẹp và cái chắn bùn rút rút nhật đấy. chắn bùn rút nhật rất là tiện lợi luôn rất đẹp luôn đấy. Đấy. không cần để các bác cho vào như thế nào cho em nó rất là chắc chắn rất là bền nhá đấy. hơi bị bền luôn chắn bùn rút nhật 150k 150k các bác nhé tiếp đến là các loại khóa này, khóa số này. Khóa xe 5 số này. Cái này thì các bác cho vào cái cọc yên cho em này. Đấy. Và cái phần này là các bác gửi đính vào đây cho em. Đấy. Khi nào các bác sử dụng xe, ví dụ là các bác để công viên thì các bác khóa phải nhá. Hay đi cà phê, cà pháo nhá. Cà phê, cà pháo bằng xe đạp nhá. Thì các bác khóa vào cho em nhá, hoặc là các bác bỏ vào trong cái túi đồ đấy ạ. Cái túi đựng đồ đấy. Khóa xe đạp cao cấp. Khóa dây xe đạp cao cấp này có giá là 95k. 9 15k các bác nhé tiếp đến tay nắm này tay nắm xe đẹp bộ tay nắm này cực kỳ là đẹp luôn Đấy. rất đẹp luôn các bạn. tay nắm sừng xe đẹp tay nắm sừng xe đẹp tay nắm sừng đấy rất êm và rất ngon bên này bên, bên này cái tay nắm sừng này sử dụng rất nhiều luôn các bạn rất đẹp bởi vì nó rất là đẹp tay nắm sừng tay nắm sừng xe đẹp nhá đấy. tay nắm sừng xe đạp bộ cao cấp này có giá của nó sẽ là 130k Đấy, giá giá của kho của 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 xưởng của, của nó mà 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 chưa thanh lý thì nó rơi vào khoảng, khoảng tầm 180 và giá 130k là giá thanh lý tại xưởng các bác nhé, đấy. giá 130k đấy, thanh lý tại xưởng các bác nhé, đấy, rất đẹp luôn, chỉ có 130k thôi, tay nắm sừng rất đẹp đẳng cấp luôn các bác nhé, này rất chất lượng và một loại một loại cuối cùng nữa sẽ gửi đến tất cả các bác với là kính á, kính đây các bác nhé kính một loại cuối cùng là kính tay gơ đức và kính cước kính đức này Đấy. kính đức này nó chất lượng vô cùng luôn đi xe đạp thì đa số lên đến 90% là các bác sử dụng kính bởi vì nó xe đạp các bác phải 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 ngưỡng 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 mặt này bên lên lên trên nhé kiểu là tại vì nó xe đạp là phải cần hướng hướng mặt lên trên một chút thì các bác đeo kính này nó sẽ giảm được các cái phản xạ phóng xạ mặt trời hoặc là những cái bụi bặm mà nó rất là nhìn nó rất là đẹp đa số là các bác sử dụng à, mũ bảo hiểm nữa nhìn nó 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 cái độ đẳng cấp nó cao kính rất xịn luôn này Đấy, có ba mắt thay thế nhá các bác thích mắt nào thì các bác tạo thay nhé đây uv này chống uv đây một trăm phần trăm đây Đấy. kính đức thì bao giờ nó chất lượng nhất rồi Đấy, rất đẹp luôn này màu xanh này Đấy, bác nào cần thì cứ alo cho em bởi vì kính kính Đức này nó chỉ còn 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 ít thôi. Nó không có nhiều đâu. Nó không có nhiều cho nên là các bác nào cần thì cứ alo cho em đặt hàng sớm đi. Tại vì giá còn nó xả kho cho nên là rất là rẻ. Kính Đức này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá xả kho sẽ là 450k nha các bác nhá, 450k. Đấy, kính Đức này nó khác khác kính ở kính khác kính kính khác rất là nhiều luôn bởi vì cái độ tinh tế với lại là cái độ xịn của nó nó rất là cao các bác nhá tiếp đến này à, lốp xong xong lốp xong lốp và vâng, xong lốp bên em có rất nhiều luôn này các bác này. Đấy. Xong lốp đây Xăm lốp thì các bác có thể sử dụng cho em cái lốp mà 700 x 23 lốp Maxxit nhá lốp Maxxit 700 x 23 đây các bác này Maxxit cao cấp gai của nó là gai trơn Maxxit 700 x 23 này có giá là 208 Sẽ xả kho cho các bác với giá là 260 thôi Và Maxxit này xả kho 260 đúng không nhá Đấy Và lốp Michelin Các bác biết lốp Michelin nó nổi tiếng nhất thế giới Vâng về kể, kể cả về độ bền và uh, bám đường rồi là chống trơn trượt chống đá răm rất là tốt Michelin đây lốp Michelin và nó chuyên dùng cho các xe ô tô cao cấp, xe ô tô cao cấp, xe ô tô bình dân có hết đều sử dụng Michelin này. Michelin này có tuổi đời khoảng tầm trên 100 trên 120 năm. lốp Pháp, lốp Michelin Pháp. Đấy, nhà máy của của Pháp được đặt tại Đài Loan. Và đây là lốp đấy rất xịn. Xuất nhật nhé các bác nhé hàng cực kỳ là gai trơn này. Đấy trơn này, đẹp này. Bám đường cực kỳ là tốt và siêu siêu bền, siêu siêu xịn, chuyên dùng cho các dòng xe đua. Và lốp Michelin này có cỡ của nó sẽ là 700 x 25C và 700 x 28C. Một giá của một cặp nhá, một cặp trước sau của nó sẽ là 630k. 630k và một chiếc của nó sẽ là 330k nhá. Một chiếc Michelin này có giá là 330k. Một cặp là 630k Các bác có thể là mua để dự phòng được đấy, Các bác mua để dự phòng cho em cũng được các bác nhé Đấy Mua dự phòng một cặp, một lốp, hai, hai lốp gì đấy cũng được nhé. Đấy. Và xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi uh, Youtube của em nhé. Kính chúc uh, tất cả các bác luôn luôn khỏe mạnh và luôn luôn uh, hạnh phúc, giàu có. Và xin cảm ơn các bác và xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video.